Mùa mưa tới rồi, chất cây đi trồng thôi các bạn ơi. Đây là hình ảnh nhà mình xuất 3.000 cây chuông vàng đi trồng cây công trình ở Tây Ninh. Còn đây là ngày hôm nay 18 tháng 5, mình đang lựa những cây sao đen đẹp nhất để đi trồng cây công trình ở Long An. Vậy mùa mưa đến rồi, đây là bắt đầu vào đầu mùa mưa, là thời điểm trồng cây rất là thuận lợi. Nhà mình thì vẫn thích chọn thời điểm đầu mùa mưa trồng cây á các bạn. Vậy thì những lý do sau mà mình sẽ chọn cây để trồng vào mùa mưa. Thứ nhất là điều kiện khí hậu thuận lợi một cách tự nhiên, đúng không ạ? Mưa thuận gió hòa. Tuy là vào mùa mưa thế thôi nhưng mà mình lại theo dõi dự báo thời tiết đấy các bạn. Mình theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị cây trồng vào đúng ngày mưa. Vậy thì trồng cây vào ngày mưa thì có lợi gì? Mình giải thích 4 cái lý do sau. Thứ nhất là trồng cây vào ngày mưa sẽ giúp rễ cây sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. Lý do thứ hai, thời tiết vào những ngày mưa thì rất là mát mẻ và dễ chịu. Không khí thì không bị nắng nóng, vì vậy mà giúp lá cây không bị cháy, không bị mất nước khi chúng ta vận chuyển trên đường đi đến nơi trồng cây. Và thứ ba, đó là đất vào lúc trời mưa thì tơi xốp hơn, không bị khô cứng, vì vậy mà mình đào lỗ trồng cây hay mình vun đất vào gốc cây cũng dễ dàng hơn. Tiếp nữa là các cái sinh vật ở trong đất khi gặp điều kiện đất ẩm thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở phát triển tốt hơn, làm cho bộ rễ cây sinh trưởng phát triển tốt hơn. Và lý do thứ tư, đó là mùa mưa thì chúng ta không cần tưới nước, cây vẫn đủ lượng nước cần thiết để sống, đúng không các bạn? Trồng cây thì trồng suốt quanh năm, nếu chúng ta tưới được nước chủ động bằng nguồn nước giếng khoan thì chúng ta cũng thấy rằng nước giếng khoan nó khác với nước của mùa mưa. Mùa mưa, đặc biệt là những trận mưa đầu mùa thường có sấm sét, thì trong nước mưa còn có thêm các yếu tố vi lượng khác. Và đặc biệt là sau những trận mưa đầu mùa mà có sấm đó, trong nước mưa có thêm chất đạm. Vì vậy mà sau những trận mưa chúng ta thấy cây cối lên, người ta bảo là tốt như quân nguyên, đặc biệt là cỏ đấy, các bạn thấy không? Lên rất nhanh. Đấy là lý do đầu tiên mà mình lựa chọn trồng cây vào mùa mưa. Tiếp theo, đây là lý do thứ hai các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy trong vườn ươm số lượng cây giống còn rất rất là nhiều. Vào đầu mùa, cả một năm người nông dân ấy, các nhà vườn đã bỏ ra một số tiền rất rất lớn để chi phí cho nguyên vật liệu, mua bịch bọc rồi công ươm cây. Chắc chắn là ai cũng mong chờ đến ngày thu, phải không các bạn? Vì vậy, vào đầu mùa mưa, người dân chưa bán được cây giống. Vì vậy, số lượng cây giống rất nhiều, giá cả thì rất phải chăng. Đó, đấy là lý do thứ hai nha. Lý do cây giống thì nhiều này, giá cả thì rẻ này, đúng không? Chúng ta mua cây vừa có lợi cho mình, đồng thời vừa giúp bà con thu hồi vốn để xoay vòng. Vì vậy thời điểm này mua cây vừa được nhà vườn chiều chuộng này, vừa được giá mềm mại này, đấy, lại được tha hồ lựa chọn cây đẹp. Rồi, còn một lý do số 3 là các bạn thấy trong vườn ươm rất nhiều loại cây giống, vào đầu mùa họ chưa có xuất cây. Họ chưa xuất cây thì các loại giống cây còn đầy đủ, vì vậy đa dạng về chủng loại cho chúng ta lựa chọn. Ta có thể lựa chọn các chủng loại phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai, điều kiện chăm sóc của mình. Đó, đấy là lý do số 3. Lý do số 4 là tuổi của cây đi trồng các bạn ạ. Thời điểm này cây cao đạt từ 30 cho đến 80cm tùy theo loại cây lớn nhanh hay là lớn chậm. Như sao dầu, mùa này đã tới mùa hạt của cây vụ mới rồi. Cho nên những cây sao mà chúng ta đưa đi trồng, sao dầu đã đạt 1 năm tuổi và các cây gỗ quý khác cũng đạt 1 năm tuổi. Chúng ta đưa đi trồng thì tỷ lệ sống cao hơn. Nếu lựa sớm quá, những cây non thì đưa đi cây sẽ dễ bị dập, dạp, gãy và đặc biệt là bộ rễ chưa phát triển. Đưa ra vườn, cây sẽ bị khô.
héo, đúng không ạ? Rồi nếu chúng ta lựa chọn cây quá già, những cây giống quá già thì bộ rễ của cây kém phát triển. Bộ rễ cây kém phát triển, vì vậy chúng ta đưa đi trồng nó sẽ chậm lớn hơn những cây tơ. Vậy lý do số 4 đó chính là lứa tuổi của cây để đưa đi trồng, đúng không các bạn? Cây đúng mùa vụ thì đưa lại rất rất nhiều những cái lợi ích khác nữa. Không chỉ có 4 cái lý do trên đâu các bạn, nhưng 4 lý do trên là 4 lý do quan trọng nhất mà mình đã đúc kết được sau 18 năm mình đi trồng cây để làm cây công trình đấy các bạn. À, vậy các bạn đã làm đất hay chưa? Các bạn có quyết định trồng cây công trình vào thời điểm là đầu mùa mưa giống như mình hay không? Hay các bạn trồng vào thời điểm nào khác? Các bạn chia sẻ thêm những lý do vào phần comment ở phía dưới bài giúp mình với nha. Mình rất mong được kết nối với các bạn, được trao đổi thêm với các bạn để cùng nhau chia sẻ, học hỏi cách làm sao để làm kinh tế từ nông nghiệp cho tốt hơn đấy các bạn ơi. Bạn xem đến đây thì chắc hẳn là đã rất yêu quý kênh của mình rồi. Bạn đã đăng ký kênh của mình hay chưa nhỉ? Hãy nhấn vào nút hình quả chuông ở phía dưới bài nha. Chúng ta đăng ký kênh cho mình để tiện nhận được những cái bài video ra mới nhất của mình. Và các bạn ghi tên kênh của các bạn ở phía dưới. Mình sẽ đăng ký kênh của các bạn, đặc biệt là những kênh nông nghiệp, để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi thêm nhé.